Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Camera Quay Lén Hoàng Hải các bạn nhé. Hiện tại công ty của bên mình đang dùng số hotline là 0969 155 444. Thì những anh chị, cô dì, chú bác nào mà đang quan tâm tới những cái dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị nghe nén, ghi âm, ghi hình, thiết bị đi đầu về công nghệ 4.0 thì mọi người hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số điện thoại đuôi 4 ở trên, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả các bạn 24/24 để lựa chọn làm sao được những sản phẩm ưng ý nhất và phù hợp nhất mọi người nhé. Và hôm nay thì những anh chị nào mà đang quan tâm tới cái những cái lĩnh vực như là máy ghi âm ghi hình này, máy ghi âm mini siêu nhỏ này, máy ghi âm dấu kín này, máy ghi âm ngụy trang này, máy ghi âm hàng của Sony của Nhật này, máy ghi âm cài áo này, nói chung là tất cả những cái dòng mini siêu nhỏ thì mọi người không nên bỏ qua video clip này, bởi vì cái video clip này là em muốn giới thiệu đến mọi người một cái gọi là siêu phẩm luôn. Sản phẩm này bên em đang bán rất là chạy, cũng như là khẳng định với mọi người là kích thước nhỏ nhất hiện nay trên thị trường, chưa có một cái sản phẩm máy ghi âm nào mà bé hơn cái kích thước này cả. Và cái thứ hai là khi mọi người sử dụng cái dòng sản phẩm máy ghi âm này thì sử dụng rất là tiện lợi, bởi vì sao, là khi mọi người ghi âm xong là mọi người có thể là nghe lại trực tiếp luôn tại chỗ luôn, rất là ok về dòng sản phẩm này mọi người nhá. Và bây giờ rất là nhiều anh chị mà bây giờ là đang rất là hào hứng cũng như là rất là tò mò về cái mẫu này nó như thế nào, bây giờ em sẽ mở cái bộ sản phẩm này ra để với anh chị cùng nhau tìm hiểu tất cả những cái chức năng này, công dụng này và cách sử dụng của sản phẩm này như thế nào sao cho đúng cách nhất mọi người nhá. Thì đầu tiên là về kích thước, ở đây em đã hàng về rất là nhiều mọi người nhá, thì mọi người mua hàng thì cứ inbox trực tiếp cho em, bao nhiêu bên em cũng có luôn. Đây em sẽ mở một bộ gọi là nguyên đai nguyên kiện, gọi là đầy đủ từ A đến Z, mở ra cho mọi người cùng xem mọi người nhá. Đây là cái vỏ hộp bên ngoài của bộ sản phẩm này, máy ghi âm DVD31, hãng là hãng của Sony ở đây mọi người nhá. Em sẽ mở cái bộ sản phẩm này ra. Bên trong sản phẩm này nó sẽ có hình hài như thế này, và nó sẽ đựng ở lên cái mặt tiền luôn đầu tiên của cái hộp sản phẩm ở đây. Đó chính là một cái máy ghi âm DVD31, hàng là hàng của Sony mọi người nhá. Hàng của Sony của Nhật ở đây, cũng như là có tem chống hàng giả này, tem chống hàng giả này, bộ nhớ trong là 8GB này, đầy đủ tất cả các chức năng luôn. Ở đây là nó là cái lỗ để mọi người có thể là, đây em sẽ zoom ảnh gần nhá. Đây chính là cái lỗ để mọi người hoàn toàn có thể là cắm nghe tai nghe và để nghe này. Ở đây là công tắc on off, có nghĩa là bật tắt thiết bị này. Những anh chị nào nhá, sử dụng cái này rất là đơn giản thôi, hai bước cơ bản nhá. Anh chị để ý tay em này. Những anh chị nào mà muốn ghi âm thì mình chỉ cần gạt công tắc sang on như thế này là bắt đầu ghi âm anh chị nhá, gạt sang là ghi âm thôi. Lên cái này, máy này vì sao em phải bảo là dễ dùng mới phù hợp mọi lứa tuổi, bởi vì ghi âm thì chỉ cần gạt công tắc sang bên on này thôi, gạt công tắc sang on như này là ghi âm. Còn những anh chị nào mà muốn lưu lại thì chỉ cần gạt công tắc về off như này là lưu lại, gạt sang on gạt sang off, đơn giản là chỉ có như vậy thôi mọi người nhé. Dấu cộng dấu trừ đây chính là cái chuyển bài, chứ không phải là tăng giảm âm lượng đâu. Dấu cộng là chuyển bài, ví dụ anh chị đang ở bài số 1 muốn chuyển sang bài số 2 thì ấn dấu cộng một cái, đang ở bài số 2 lên bài số 3 ấn dấu cộng một cái. Còn những anh chị làm muốn lùi bài chẳng hạn, đang bài 3 chuyển xuống là thành bài 2, chuyển xuống thành bài 1 là anh chị sẽ ấn ở em ở dấu trừ này, cứ ấn một cái là lùi một bài, ấn một cái là lùi một bài. Còn dấu cộng là ấn một cái là tiến một bài, ấn một cái là tiến một bài. Còn tua nhanh nhá, ví dụ như anh chị đang ở bài số 2 chẳng hạn muốn tua nhanh, đấy thì mình giữ chết dấu cộng này là để tua nhanh, còn giữ chết dấu trừ này để tua chậm. Đấy, ấn dứt điểm thì là chuyển bài, còn giữ chết sẽ là tua. Đấy, tua nhanh tua chậm thì tùy theo cái biểu tượng cộng trừ ở đây khác nhau thì mọi người sẽ là tua giúp em khác nhau. Đấy, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Bộ nhớ trong ở đây là 8GB. Với bộ nhớ trong 8GB như thế này thì mọi người sẽ ghi âm được 500 tiếng liên tục. Còn pin của cái máy ghi âm DVD31 này, pin của nó sử dụng được 18 tiếng liên tục mọi người nhé. Đấy, thì bây giờ cách sử dụng thì đơn giản là như vậy thôi. Còn bây giờ những mọi người là muốn nghe lại này, lấy phụ kiện ra nhé. Phụ kiện của nó đây thì sẽ có hai món. Món thứ nhất là dây sạc cho cái thiết bị này để sạc điện cho nó khi nó hết điện mà. Đấy, cái thứ hai là đây là mọi người sẽ có một cái tai nghe. Một cái tai nghe này để phục vụ cho là những anh chị nào mà ghi âm xong về mình muốn nghe lại thì mình sẽ có một cái chân cắm ở đây này. Đấy, một cái chân cắm như ban đầu em nói đây, để mọi người sẽ cắm cái tai nghe vào đây. Đấy, để hoàn toàn có thể là nghe lại trực tiếp trên cái tai nghe này của mình. Đấy là ok. Còn ngoài ra thì anh chị muốn chiết xuất dữ liệu ra máy tính hay các thứ thì mình có thể là cắm cái chân 3.5 vào đây. Đấy, để mình có thể là chiết xuất dữ liệu. Đầu này thì cắm vào cổng máy tính là hoàn toàn sử dụng nó ok mọi người nhá. Còn về kích thước của nó đây em sẽ đo cho mọi người luôn về kích thước. Rất là nhiều anh chị quan tâm đến kích thước này. Kích thước của cái sản phẩm này thì nó chỉ bé. Đem để gọn cái hộp này vào nhá. Đấy, kích thước. Còn kích thước của cái sản phẩm này thì nó chỉ bé bằng 2/3 cái hộp dao lam thôi. Ở đây là em đang để một cái hộp dao lam như thế này mọi người nhá. Đây em sẽ mở cái hộp dao lam này ra. Đấy, bên trong đây nó rơi vào khoảng tầm 10 đến 12 con dao lam như thế này. Rất là nhiều những cái lưỡi dao lam như thế này mọi người nhá. Và bây giờ em sẽ nhặt ra tầm 7 cái. 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cái đi. 7 cái đi mọi người nhá. Đấy, 7 con dao lam này là em sẽ nhét vào cái hộp này. Nhét vào hộp dao lam này. Là gồm 7 con dao lam.
Đấy, và ngoài ra em nhét thêm cả cái máy ghi âm này vào đây nữa thì vẫn nhét hoàn toàn là ok thoải mái mọi người nhá. Đấy, để mọi người cùng xem này. Đây em có thể là đóng cái lắp này vào này. Đây, đóng cái lắp này vào. Đấy, kín đáo như thế này. Đấy, để mọi người biết được kích thước của nó rất là nhỏ gọn. Kích thước của nó chỉ bằng 2/3 cái hộp dao lam như này thôi mọi người nhá. Đấy, kích thước siêu mini, siêu nhỏ gọn luôn, chỉ bằng 2/3 cái hộp dao lam và nó rất là dẹt, rất là mỏng. Mọi người có thể để ở ví này, cũng như để ở nhiều vị trí khác nhau, cài cổ áo này hay là để ở túi quần, túi áo. Nói chung là những cái sản phẩm bé nhè thì các bạn có thể linh động đặt ở nhiều vị trí khác nhau tùy theo những cái nhu cầu, sở thích của mọi người nhé. Hoặc là mọi người nhét vào cái hộp mà kẹo sinh gum cone này, đấy, kẹo cao su này mọi người nhá. Đấy, mọi người nhét vào đây thì có mà đây, các bạn thấy chưa? Long sòng sọc này, có nghĩa là trong nó vẫn rất là còn dư, rất là còn rộng các bạn nhé. Đấy, thì các bạn sử dụng về cái máy ghi âm này thì là nhỏ nhất hiện nay rồi, chưa có cái mẫu nào mà bé hơn cả, mà cách sử dụng nó dễ. Thì gạt công tắc on là ghi âm, gạt công tắc về là lưu, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Thì những bạn nào mà muốn mua cái sản phẩm này thì các bạn nhấc máy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0969 155 444, hoặc là inbox trực tiếp qua Zalo là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ tất cả các bạn 24/24 để lựa chọn làm sao được những mẫu sản phẩm ưng ý nhất, phù hợp nhất mọi người nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.